Rồi, bàn tay rồi. Đó. Bàn tay rồi. Đó. Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục đi câu cá nha. Địa điểm câu vẫn là bên làng bè Quảng Bình, ở cái bè cá mà chúng ta câu dính cá dốc, cá cốc, cá dồ bự các bạn. Này đi với bạn Cường với anh Thanh. Cái bè này rất là rộng luôn. Mồi thì vẫn mồi cũ các bạn ơi. Chấm thơm, bánh mì. Rồi mình xài nho bốn. Mỗi bên một lưỡi cám với một lưỡi bánh mì. Cứ vậy chơi thôi cho nó đơn giản. Rồi. Bây giờ các bạn hãy chờ đợi kéo cá cùng mình nha. Cá ăn các bạn ơi. Này đây. Dạ cái ôi nặng rồi các bạn ơi. Còn gì đây? Cái mè thôi. Đây, này dẫn to đung. Rồi. Con thứ hai của mình này nha. Im các bạn ơi. Sáng sớm cá còn mạnh. Hiện tại mới ra chưa hết cần nè. Chúng ta đợi tiếp nha. Dính cá các bạn. Bạn Cường kéo dạo cho cần của ông Thanh. Cá xá. Ô tôi đùng. Cá mà ông Thanh thích đấy. Cá ăn mạnh lắm các bạn. Im. Cá này các bạn. Nở. 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 Kéo nha. Ui. Cái này của bạn Thanh. Bên phải. Này kéo giùm. Con gì đây? Tại khó chơi quá. Đây, cá mè to đung. Cá mè to đung đung. Rồi, mình đi giao hàng thôi. Im các bạn ơi. Đã. Cường dính cá dồ nè các bạn. Ê, nó móc cái gì vậy? Đưa thầy cầm đi, nắm đuôi cho. Đâu có vợ đây đâu. Đây các bạn. Con này cho cá ký à. Ồ, nó mập. Mập phù lưu. Lên hàng nha các bạn. Đây, đứng ở đây. Chụp tắm cái. Từ từ. Cái nút chụp tôi qua trời. Đây nó coi. Đã. Trường dính cá các bạn ơi. Còn không? Đợi cho ra ngoài luôn rồi, trong lỏng. Cốc rồi. Dẫn mà làm dưới rồi. Dẫn các bạn. Anh em tôi dời đây. Càng xanh mình dính nữa gì nè. Mới nhịp cái nè. Dở luôn nha. Rồi không có. Đây bạn. Bạn thấy không, nhóc cần câu luôn nè. Đó. Hai cái đầu bè này là 8 cần câu. Ghê chưa. Rồi chúng ta đợi kéo cá tiếp nha. Bạn Cường dính cá các bạn ơi. Đúng không?
Đây à hả? Lên nè. Lên nè, lên nè, lên nè. Một con cá sấu to đùng. Trời nắng quá các bạn ơi. Nắng bể đầu. Nóng hả? Trên không đi lên mấy cây sắt này chưa không nổi các bạn ơi, nóng lắm. Trưa này đi câu cá sét vậy nó sẽ làm gì vậy? Chảy thì cái xác nó phá. Rồi chúng ta đợi tiếp nha. Cá các bạn ơi. Ui cá dảnh quá trời bự. Cá dảnh to đùng luôn. Cá hẹn luôn rồi. Cái này là cái gì đây? Cái gì đâu mà dây ngoài dây trong vậy? À. Ồ nó câu bằng sợi dây dính cá vô nè các bạn. Thấy chưa? Nãy giờ cũng bổ quá chứ. Rồi anh Thanh câu mà. Anh câu ghê quá nha. Thôi mình vô ăn trưa các bạn ơi. Nè. Ba anh em ba gói mì. Quá. Đi câu vậy đó bạn. Ở nhà cơm nước thịnh soạn thì không chịu, đi câu cho đói vậy đó. Rồi mời các bạn ăn trưa nha. Vô anh em ơi. Đánh cá các bạn ơi. Nó đang thấy nó nhịp dữ lắm. Ngót lắm rồi. Lắm rồi, lắm rồi. Lắm rồi. Nặng gì vậy? Cặp không? Ồ, con mẹ dánh to đùng. Các bạn. Quá trời to. Im im. Ngon. Kệ nó ăn lai gai lai gai. Có cái hoài là đá các bạn. Trô rộng. Các bạn đợi cái mình đó nha. Cá các bạn ơi. Con gì đây? Cần nhỏ dính nữa rồi. Bạn ta đó. Ồ, cá cóc. Đã. Con nó dính cái dây cần kia. Dớt cái khô. Dây vô hả? Ừ. Dính dây cần kia. Cường kéo cá các bạn ơi. Trời nắng quá, anh thấy che cái dù hết hồn. Kéo xích ra để nó dướng lưới. Chính cần kia chứ gì. Sảy nữa quá. Cái mẹ. Mẹ dẫn. Đã. Thì cầu nắng quá cũng khổ ha. Thì dịch ké xong cũng khổ. Dịch kéo ké là của mình. Anh Cường kéo dạo. Im. Vô rộng. Cái này các bạn. Đó. Để cậy nó. Dở nha. Lâm. Nặng tay. Mẹ ơi. Dẫn đây. Quá đã. Cắm thơm bánh mì. Cắm thơm làm thính dụ thôi. Bánh mì nó phơi phơi. Cá đớp dính. Im. Rồi các bạn đợi cho cá tiếp nha. Đã. Cá các bạn ơi. Dự đoán là con này hơi lớn à. Kéo quá rồi. Rồi nặng tay rồi. Đã. Nặng tay rồi. Đã. Rồi cái dính chút xíu rồi trời. Cái giờ tốt bên kia. Đừng có quẩy. Quẩy là sảy nữa. Ê. Cho mày lên luôn. Sảy thì bỏ.
Cuối cùng đã có. Đang nó dính chút xíu hà. Tên hồi hộp muốn chết luôn vậy. Đây rồi, cá cọc. Nó thấy chưa? Hên. Hên chứ bằng ơi. Dính chút xíu à. Không bằng hên. Đây. Cuối cùng đã có một con cọc. Đã. Rồi đã tiếp thôi. Giờ hơn 5 giờ các bạn ơi. Giờ anh em tôi dọn dìa. Bể đâu mà bể. Giờ bàn giao chỗ câu lại cho bạn Bình với bạn Phú. Chúng ta vô xem thành quả hôm nay nha. Đây là phần của mình. Ồ, nhồi nhóc quá trời các bạn ơi. Nhóc cá rảnh luôn. Đúng lý được hai cá cốc mà xảy hết con rồi. Này cũng khoảng 5kg các bạn. Như vậy đi câu mà có cá mang về vui các bạn ơi. Dạ thôi tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye.